Sáng sớm ngày mai, ai mang một đồ sinh lễ, bụng có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hầm mao, lên trước thì là con gái cho. Cứ xong với cái bước tiếp không bao giờ mà dừng lại, dù những khó khăn trong gai thất bại, ta cần phải sống cùng ấy thế mà trước mắt ta vẫn còn bất công. Xin lẽ ta đã có đầy đủ khó khăn cách mấy thì cũng không ganh đua, cố gắng với những thứ khập khiễng chỉ vì xuất xứ của mình ta nên thua. Chấp nhận sự thất phụ phải hàng núi cao đâu có sẽ tan, nhưng mà quyết tâm anh như là biển, dù ra sao ta vẫn có thể cản. Dù không có đến đâu thì ta cũng không màng, vì sức mạnh vô biên và ý chí ta vô vàn. Dù không khó đến đâu, chẳng bao giờ đứng lại bất khuất, bởi để thất bại vừa gần bất con sẽ thành bất bại. Em là ai? Trả lại đây những anh bình bình nơi ta chỉ vì em có thấy tiếng sóng gầm gào vang với ta. Em có thấy những tiếng cười chê không lời không sợ, cứ để chôn vùi dày vò bản thân bên những khó khăn, gọi nói ám ảnh chỉ là tấm gương, mình nhìn đây thì chính là đôi mắt lẻ loi mà tôi đã mong người xem mà trở thành chương lạnh. Không cần phải rêu vị trí cái cao thì người ta ta phải đuổi theo. Ý chí lớn người ta bốn phương, thủy tinh ý chí từ cái đất trời, đẳng cấp thì vẫn cho tôi mãi mãi, còn phong độ vốn chỉ là nhất thời. Nam như chí lớn người ta bốn phương, thủy tinh ý chí từ cái đất trời, đẳng cấp thì vẫn cho tôi mãi mãi, còn phong độ vốn chỉ là nhất thời. Dù không khó đến đâu thì ta vẫn không mạnh, vì sức mạnh vô biên và ý chí ta vô vàn. Dù không khó đến đâu, chẳng bao giờ đứng lại bất khuất, bỏ đi thất bại và gần bất con sẽ thành bất bại. Em là ai? Nơi này riêng mình ta. Em cầm cao đi. Nam như chí lớn người ta bốn phương, thì tinh ý chí từ cái đất trời, đẳng cấp thì vẫn chưa tới mãi mãi, còn phong độ cũng như là nhất thời. Yeah, wow. Ê, một cái bài sung ghê. Yeah. Vậy thôi thêm lần nữa đi. Bài này. Kể đến cả mình. Sẵn Kenji đang hát rap nè, chị sẽ đọc cho em một câu hỏi mà các bạn hỏi em là năm nay em có ý định tham gia cuộc thi gì về rap hay không? Thì xin cảm ơn câu hỏi của các bạn. Ok. Và từng thuật lại của chị Anna. Sao biết hay vậy? Thì năm nay em sẽ không thi tham gia một cuộc thi rap nào. Em sẽ luyện trình, năm sau em lên lấy giải luôn, khỏi phải thi. Wow. Em nói chứ giỡn á. Vui. Ráng. Tưởng gáy sớm. Gáy sớm chị ăn gì?